Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Quyền Y Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày thứ hai, 26 tháng 8, trong tuần lễ 21 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 23, từ câu 13 tới 22 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá. Bởi thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì. Nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng lấy bàn thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đứng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đứng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Các bạn thân mến, trong chương 23 theo Tin Mừng Thánh Matthew đã cho chúng ta nghe những lời kết án rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu đối với những luật sĩ biệt phái. Khốn cho các ngươi là những kẻ giả hình. Thưa các bạn, chúng ta cảm thấy dường như những lời kết án của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay có pha lẫn sự đau buồn nữa, khi Chúa Giêsu đứng trước sự cố chấp của những người biệt phái và luật sĩ. Giọng điệu của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng dường như mang đầy vẻ tiêu cực so với bài giảng khi Chúa Giêsu nói về các mối phúc thật mà Tin Mừng Thánh Matthew trong chương 5 từ câu 1 tới 12 đã từng đề cập tới. Chúa Giêsu đã gọi các kinh sư và biệt phái là những người sống giả hình, sống mù quáng. Họ là những người thích danh vọng và chạy theo những bả vinh hoa. Vì vậy họ cố gắng tìm mọi cách để đạt đến nó bằng bất cứ giá nào. Họ đã cố tình làm những điều phi lý, khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, nuốt hết tài sản của các bà quán. Họ mù quáng chỉ muốn khoe khoang lòng nhiệt thành tông đồ của họ, chứ không thực sự nhằm đến ơn cứu rỗi của những người họ muốn đưa về cùng Chúa. Vì mù quáng nên họ thay đổi luật của Chúa theo ý riêng của họ để có lợi cho cá nhân, chứ không thực sự mang đến luật lệ của Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu đã nói với họ: các ông là những kẻ lãnh đạo mù quáng, các ông đuổi ruồi và nuốt con lạc đà, theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 23 câu 24. Chúa Giêsu đã có nhiều lần cố gắng giúp họ hiểu về luật lệ Chúa, cố gắng mở tai và mở mắt những người Pha-ri-siêu luật sĩ, nhưng oai oăm thay, họ cứng lòng không nghe. Tựa như lời của tiên tri Sa-ca-ri-a đã nói, họ không chịu chú ý nghe, quan cố quay lưng lại với ta và bịt tai không nghe. Thật Samuel
chương 7 câu 11. Thưa các bạn, nói chung, các luật sĩ và biệt phái là những người kiêu căng, háo danh, giả hình, ưa chuộng hình thức bên ngoài mà tâm hồn thì rỗng tuếch. Họ nói và làm không bao giờ đi đôi với nhau. Tựa như câu tục ngữ Việt Nam của chúng ta đã từng nói, bề ngoài thơm thớt nói cười, mà trong lòng nham hiểm, giết người không dao. Kẻ giả hình luôn lợi dụng việc thờ phượng Thiên Chúa hàng sống để thượng tôn pháp luật và nghi lễ bên ngoài một cách xảo quyệt. Chính ra, việc phụng sự Thiên Chúa phải được thực hành và sống động bằng lòng yêu mến chân chính. Có một câu chuyện có lẽ rất đau lòng đã xảy ra như sau. Mahatma Gandhi là nhà hùng biện, cũng là anh hùng của dân tộc Ấn Độ. Ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Lúc còn là một sinh viên, Mahatma Gandhi say mê đọc Kinh Thánh và có ý định gia nhập đạo Công giáo vì ông thấy giáo lý của Chúa Giêsu nói về tình yêu thương quá tuyệt vời. Nhưng vào một lần nọ, ông đi đến nhà thờ của người da trắng để dự lễ, thì ngay lập tức ông bị ngăn lại và được mời đến nhà thờ của người da đen, vì nơi đây không phải là nhà thờ của người da đen. Mahatma Gandhi ra về trong thất vọng, và kể từ đó ông không bao giờ đến nhà thờ và quyết liệt từ bỏ ý định trở thành người Công giáo vì hành động phản yêu thương của những người da trắng. Thưa các bạn, câu chuyện trên đây chắc hẳn đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta cảm thấy đau lòng khi nhìn lại đời sống thực hành của người Công giáo hay chính đức tin thực hành của mỗi người chúng ta chăng? Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống chân thành với lời Chúa, và nhất là biết noi gương Chúa trong cách đối xử thương yêu với tha nhân và ngay cả với chính bản thân của mình, hầu để cho cuộc sống của chúng ta được thực sự phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu qua chính nghĩa cử yêu thương phục vụ của chúng ta. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày đầu tuần được tràn đầy an vui.